Mọi người ơi, mọi người đã thấy Túc Túc chưa mọi người? Nếu như ai đang thấy Túc rồi thì mọi người comment lên đây đi cho Túc thấy mọi người luôn nha. Hello, hello các tình yêu. Ai đang thấy Túc Túc rồi thì mọi người comment lên đây được không ạ? Để Túc thấy mọi người luôn nha. Mọi người đã thấy Túc Túc chưa ạ? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu. Mọi người ơi, mọi người đã thấy em chưa ạ? Hello anh Quang Thắng luôn nghe. Quang Thắng hôm nay được trúng thưởng hai quên rồi ta. Anh nào qua ra Quang Thắng đúng không? Hello Việt Nguyễn luôn ạ. Em chào Việt Nguyễn luôn nghe. Hello Phạm Anh Tuấn, chị thấy rồi nè. Chào chị, giờ này em bận không có xem chị có live stream. Có vợ có con rồi, bận hết trơn rồi chứ gì. Đúng rồi, có vợ là phải bận chứ. Có vợ mà còn ngồi coi live stream nữa, vợ nó quánh cho sắc mặt. Anh Tuấn ơi, Phạm Anh Tuấn ơi, xíu nữa 9:15 á. 9:15 chị Túc Túc có live stream á, Phạm Anh Tuấn vô lấy quà về cho vợ nghe. Mọi người ơi, ai đang ở trong live stream của Túc, mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn được không ạ? Hello, hello Asinomoto, mọi người thấy em, mọi người comment lên đây cho em thấy mọi người luôn nghe. Để em lựa cái kính nào đẹp đẹp lên cho mọi người coi nha. Lựa kính nào cho mọi người bây giờ ta? Ủa, Long mới cứ nói tối kính nữ về mà chưa về nữa hả Long? Kim Sơn về kính nữ đi, kính nữ giờ này hết rồi kìa. 8301 lấy cho chị màu xanh đi. 8301 màu xanh. Không tặng có màu. Không, thấy đâu. Có đâu. Phải luôn. Phải đục nón thôi. Hello anh Nguyên Vũ Trọng luôn, hello Đàn Phương luôn nghe. Túc Túc chào chị Đàn Phương luôn ạ. Túc Túc chào mọi người trong live stream của Túc luôn. Mọi người ơi, ai thấy Túc rồi thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nha. Nhìn cái mặt em nó mâm dễ sợ quá. Hello các tình yêu, mọi người đã thấy em rồi thì mọi người comment lên đây cho em thấy mọi người luôn nha. Để em tiện em tương tác với mọi người, em chào mọi người. Và sau đó khi mà view tăng lên đông đông thì em sẽ tổ chức mini game cho mọi người chơi mini game để trúng thưởng kính luôn ha. Thì hôm nay sáng giờ tính ra sáng giờ tặng 9 cái luôn rồi đó mọi người, 9 cái kính luôn rồi đó. Bữa nào chị live stream buộc tóc lên thử. Bữa giờ chị live stream chị buộc tóc lên rồi mà. Có tuyển nhân viên nam không em hả? Em làm khỏi lấy lương cũng được, anh nghĩ sơ xanh dễ thương quá nhở. Vậy là anh có phù anh qua đây anh chơi với em hay là anh qua đây để anh làm việc vậy ông nội? Rồi mọi người ơi, còn ai thấy Túc Túc nữa thì mọi người comment lên đây nha. Cho Túc Túc thấy mọi người luôn nè. Hello Trịnh Gia Hân, chị Túc chào em luôn nha Trịnh Gia Hân nghe. Rồi anh Việt ơi, Túc Túc ăn cơm rồi anh ạ. Mọi người ơi, mọi người đã thấy em chưa ạ? Hello Trần Văn Sang luôn nha. Nên thôi không thấy Túc đâu hết trơn á hả? Anh Thành Nhẫn ơi, xíu nữa 9:15 anh qua Facebook của Túc Túc anh chơi game với Túc luôn nghe. Thì nhìn em là khỏi lấy lương luôn, qua chơi với em được rồi, khỏi lấy lương luôn đó hả mọi người. Rồi mọi người ơi, những ai đang có trong live stream của em, mọi người có thể là comment lên cho em được không ạ? Để em thấy mọi người, em tiện em tương tác với mọi người luôn nghe. Dạ em chào anh Triệu Việt, hello Triệu Việt luôn nghe. Hello Nguyễn Sơn, hello anh Vũ Văn Hiền. Còn ai nữa không ta? Em bị hành đó hả? Bị hành cái gì đó không lạnh hả chị? Ừ chị không có lạnh, Tuấn Anh ơi đang nóng muốn chết luôn nè. Mọi người ơi, còn ai ở trong live stream của Túc Túc nữa, mọi người comment lên đây đi cho Túc Túc thấy mọi người, để Túc Túc chào mọi người, tiện tương tác với mọi người và tổ chức mini game cho mọi người chơi luôn ạ. Hello Khang Nguyễn luôn nha, Túc Túc chào Khang Nguyễn luôn nè. Rồi còn ai thấy Túc nữa không? Còn ai thấy Túc nữa không thì mọi người comment nhanh lên nha. Tranh thủ comment để Túc lên câu đố cho mọi người chơi và chúc còn tổ chức nữa nè, lẹ lên tặng kính cho mọi người.
Hello anh Lục Gia Bảo luôn ạ. À. Hello anh Lục Gia Bảo nha. Để em coi coi nè. Hello anh Nghĩa Tình, tôi chào anh Nghĩa Tình luôn. Facebook em là gì vậy? Kiếm không thấy đó hả? Rồi ok, để em comment Facebook của em lên cho anh Evic Thảo comment nha. Lộn, em comment Facebook của em lên cho anh các bạn luôn nha. Facebook của em là Trúc Trần mở ngoặc ra là túc túc mọi người nha. Trúc Trần mở ngoặc ra là túc túc. Yeah. Đây. À, túc túc nè ha. Các bạn với túc nghe ha. Sao sai thế? Rồi, mọi người thấy chưa? Em đã thấy rồi nè, em đã thấy là em đã comment lên rồi nè, mọi người thấy em chưa? Đó, em ghim cái comment lại trên cái màn hình livestream là túc túc nè, mọi người các bạn với túc nha rồi đó nha. Mọi người các bạn với Facebook Trúc Trần nha. Hello, hello Hải Băng, hello anh Vinh Hoàng luôn ạ. À. Chị có người yêu chưa? Chị chưa có luôn Tuấn Anh ơi, chị Túc chưa có người yêu nha. Ren Fit đi. Tên cưng là tên gì vậy? Chị chúc đầu sao bây giờ hả? Blit ơi, rồi xe nhiều có quà không chị? Có quà luôn em nha. Rồi mọi người ơi, ai thấy túc thì mọi người comment lên cho em thấy được không ạ? À? Ngoài Bắc lạnh lắm nhưng mà trong Nam nó nóng muốn chết luôn nè Lương Lợi ơi. Hello mọi người luôn, hello Minh Anh luôn nha. Có kính chống cận không sao? Không có kính chống cận luôn tình yêu ơi. Túc có face của em Huyền không? Túc xin gái. Face của bé Huyền là Trần Thanh Huyền mọi người nha. Mọi người kiếm là Trần Thanh Huyền thì nó sẽ hiện ra face của bé Huyền. Còn face của Túc là Trúc Trần nha. Rồi, hello Nghĩa Tình luôn nè. Mấy hôm nay em bận không xem Túc hả? Bây giờ thấy rồi. Hello anh Văn Thưởng luôn ạ. À. Túc thấy anh Văn Thưởng rồi nha. Bữa giờ anh Văn Thưởng bỏ Túc đi đâu vậy? Không thấy luôn. Em cũng không thấy anh Thành Nhẫn luôn đó nha. Anh em vào xem nhiệt tình đây vậy thì Tuấn Anh chia sẻ livestream cho chị đi. Khéo đều vẽ hết kính luôn đó hả? Làm gì có, trời đất ơi, bằng da bằng thịt chứ không phải là bằng cục sắt cục đá gì đâu mà hết kính hả quỷ nhỏ. Rồi, anh nhìn tức là anh thấy nóng luôn đó hả? Hello anh Thảo Trần, hello Quang Thùy luôn nghe. Tôi chào mọi người trong livestream. Rồi, mọi người ơi, thì bây giờ trời đất ơi có 13 lượt chia sẻ kìa, sai quá, sai quá, sai quá, sai. Anh Quang ơi, anh Quang ơi, anh Quang chia sẻ livestream cho Túc đi. Mới có 14 lượt chia sẻ hả? Anh Quang ơi, anh Quang chia sẻ cho em chưa anh Quang ơi? Hello Nguyễn Huy Cảnh, hello Quang Thùy luôn nha. Người đẹp như thế này mà chưa có người thì con trai nó hết rồi luôn đó hả? Nhưng mà có ai yêu em đâu anh Lục Gia Bảo ơi. Anh Lục Gia Bảo có vợ chưa? Chưa có vợ thì hốt luôn đi. Rồi, Hải Văn ơi, kính đó không có bán được. Kính này là hàng trưng bày nha ông nội, bán gì mà bán. Rồi mọi người ơi, những ai đang ở trong livestream của em mình comment cho em thiệt là nhiều đi. Em thấy nhiều người lên, em sẽ lên cái mẫu liền cho mọi người nè. Lên mẫu em tặng cho mọi người và sau đó là em sẽ lên câu đố cho mọi người. Còn bây giờ em lên câu đố luôn nha, lên mẫu luôn. Tặng cho mọi người kính nào bây giờ ta? Nếu như hôm nay mà Nam trúng thưởng thì em sẽ tặng cho người đó chiếc kính này đây. Đây là kính Cushy luôn, giá của nó là 400k một cây mọi người nha. Kính này rất là ngầu luôn, dành cho Nam luôn ha. Anh hốt em luôn nha, hốt luôn đi anh ơi. Có rồi em ơi, có rồi nhưng mà còn rồi hốt em, không có được hốt em luôn rồi. Rồi mọi người ơi, cái kính này em đang mang nha, giá của nó là 400k một cây. Ngày hôm nay em sẽ tặng cho những anh trai của em, nếu như mà trúng mini game thì sẽ được tặng kính này. Hello anh Đỗ Pháp Linh, hơi bị lâu luôn rồi mới thấy anh đó nha. Anh đi đâu anh bỏ túc lâu dữ vậy anh ơi. Rồi mọi người ơi, còn nếu như mà nữ trúng kính thì em sẽ cho nữ chọn cái mẫu kính này. Có hai mẫu cho mọi người lựa chọn luôn nha. Nếu như mà nam trúng kính thì chọn kính đen này, kính xanh này. Còn nữ trúng kính thì mình chọn kính đen này được không ạ? À? Đó, có hai mẫu kính cho mọi người lựa chọn luôn nha. Long kêu bên anh quay xe đi, mới có 14 lượt chia sẻ anh Long ơi. Chị sinh năm bao nhiêu đó hả? Chị sinh năm... hỏi làm gì? Rồi chị hai mươi mấy tuổi rồi. Tuấn Anh ơi, chị lớn hơn em rồi. Hello Tuấn Minh, tôi chào anh Tuấn Minh luôn nha. Tôi chào anh đồ gỗ Pháp Linh và Tuấn Minh. Ok lên đi, em lên liền luôn. Tôi có chồng rồi đấy hả? Em có chồng mà em lên đây em nói em chưa có vợ, chưa có chồng, chắc nó về nhà nó tán. Em khỏi thấy đường đi livestream luôn á mọi người. Rồi kính này thì 400k một cây mọi người nha. Thích chưa, thích chưa? Để hai cây kính trên đầu cho mọi người chơi mini game nha. Thì bây giờ em lên câu đố liền cho mọi người luôn nè. Câu đố ngày hôm nay muốn dành cho mọi người đó là cây gì thì chỉ có một lá thôi. Cây gì chỉ có một lá, comment thiệt là nhiều cho em luôn nha. Thôi em đi chơi game tí có vợ rồi. Chơi gì?
chơi không được gì hết. Ok nghe. Rồi, hello Thành Trung em chào luôn ạ. Hello Lê Tâm, tôi chào anh Lê Tâm luôn nghe. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đã thấy em nhiều chưa ạ? Thấy em rõ chưa ạ? Bây giờ thì mọi người comment cho em đi. Cây gì nó chỉ có một lá mọi người nha. Mọi người comment thiệt là nhiệt tình cho em nha. Trả lời câu đố của em nè. Sau khi mà có ai trúng thưởng thì em sẽ ghim comment lại liền luôn. Cho nên mọi người comment thiệt là nhiều cho em luôn nha. Một người được comment vô số lần luôn. Và mọi người nhớ là một comment sẽ tương đương với một chia sẻ. Cho nên mọi người hãy chia sẻ thiệt là nhiều để được comment nhiều luôn nha. Thì một người chơi mini game thể lệ đó là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nè, chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em chụp màn hình lại luôn và inbox cho fanpage nha. Hello Opsi Watch, bé Opsi Watch ơi, xíu nữa 9:15 chị Trúc có livestream bên trang cá nhân á, tặng quà có gì em Opsi Watch vô chơi chị Túc luôn nghe. Hello Thành Nhẫn luôn nè. Hello Zolo Zoro Ken luôn hả? Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Cây gì chỉ có một lá mọi người ơi. Nhớ nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai liền cho em luôn nè. Rồi, chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em chụp màn hình lại liền luôn nha. Cây cột cờ là sai rồi, không đúng luôn nè. Cây cờ là sai hết trơn luôn nha. Chỉ có một lá mọi người ơi. Rồi, cái này phải gửi làm sao cho mọi người bây giờ đây ta? Thôi bây giờ mọi người cứ chia sẻ livestream đi. Khi nào em thấy lượt chia sẻ tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Trúc và Huyền giống nhau quá hả? Nhưng mà em già rồi còn bé Huyền thì trẻ. Rồi, cây cột cờ là sai rồi, không đúng luôn anh ơi. Cây cột cờ là sai, cây ốc là sai luôn nha. Cây gì đây? Cây cờ là sai, cây lá cờ là sai, không liên quan gì hết trơn mọi người nha. Cây gì thì nó chỉ có một lá, để em coi coi bây giờ lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi nha. Coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi gửi cho mọi người liền luôn. Lượt chia sẻ hiện tại là 81 lượt chia sẻ, còn rất là ít luôn. Mọi người tranh thủ chia sẻ để nhận được kính luôn nha. Ai có chia sẻ thì mới nhận được kính được không ạ? À? 85 lượt chia sẻ rất là ít luôn mọi người ơi. Rồi. Rồi, cây ghê là cây gì em không hiểu luôn nè. Hello Hân Hảo luôn nha, Hán Hân luôn nha. Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Cây gì chỉ có một lá mọi người ơi. Tuổi cuốn mà già dạ, em đúng rồi, tuổi cuốn là già dạ thằng luôn rồi đó anh ơi. Rồi mọi người ơi, cây gì chỉ có một lá, mọi người tranh thủ chia sẻ livestream và comment liền cho em. Nếu như lượt xe tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Hello Nguyễn Văn Hồng, tôi rất chào Nguyễn Văn Hồng luôn. Cây cờ là sai rồi Lê Văn Sĩ ơi, chưa đúng luôn anh nha. Rồi mọi người tranh thủ comment liền cho em nha. Cây nêu là cây gì ạ? Cây nêu là cây gì? Long lóc cái hàng phan hoàng thân coi Long. Rồi à, nói nhiều quá bà vợ, trời đất ơi anh còn kêu bằng vợ nữa hả? Rồi mọi người ơi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Cái hàng phan hoàng thân này nó bị giật kinh phong hay cái gì á, nó comment bậy bạ ghê, chị lóc rồi. Rồi, mọi người comment liền cho em cây gì chỉ có một lá được không ạ? À? Rồi mọi người ơi, tranh thủ nha mọi người nha. Buồn quá, sao mọi người chia sẻ livestream thật là ít vuông đó ạ? À? Cây vàng bằng một lá vàng sai luôn. Hello anh Lê Tâm, tôi rất chào anh luôn ạ. Rồi, cây ghê là có một lá, cây ghê là cây gì anh ơi? Mọi người ơi, mọi người tranh thủ comment cho em nha. Vì thời gian chơi mini game thì có vài phút thôi, không có nhiều cho nên mọi người hãy chia sẻ mini game thiệt nhiệt tình cho em. Và sau đó comment liền cho em, một xíu nữa em sẽ bán kính. Thì hôm nay tất cả các mẫu kính bên em đang có chương trình là sale khuyến mãi, có 50% thôi. 50% giá kính cho nên mọi người tranh thủ mua hàng luôn nha. Cây gì ạ? Cây năm là sai, cây nấm là sai, cây cờ là sai, cây cờ là sai hết luôn rồi. Tuệ Tâm ơi, Tuệ Tâm chưa có chia sẻ livestream nha. Tuệ Tâm nhớ chia sẻ livestream mới được tham gia mini game Tuệ Tâm ạ. À. Sao các màn hình livestream mới đang thùi lùi vậy ta? Cây vàng là sai rồi anh ơi, mình cưới nhau luôn nhé. Hello Quang Cảnh, cảm ơn anh ạ. Cây dù là sai, cây vàng là sai, Hưng Khởi ơi chia sẻ livestream cho em luôn nha. Cây dù là sai rồi anh Trung Trực ơi, anh Trường Trung Trực ơi, trời đất ơi, tên thì chữ trời không luôn, Trường Trung Trực luôn nè. Còn đây là Trúc Trong Trắng nè mọi người ơi. Rồi, cây cờ là sai luôn, chị Ngọc Ánh ơi, Ngọc Ánh chia sẻ livestream cho Túc Túc chưa? Mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ livestream cho Túc để comment những ai có chia sẻ livestream rồi thì Trúc mới đọc đáp án lên. Còn những ai mà chưa có chia sẻ livestream là Trúc sẽ không đọc đáp án của mọi người lên được đâu nha. Có chia sẻ livestream mới đọc được. Cây bài là sai, cây bài có nhiều lá lắm luôn đó nha, không phải một lá đâu. Cây gì chỉ có một lá, mọi người tranh thủ comment. Cái kính em đang mang sẽ tặng cho người chơi mini game ngày hôm nay luôn ha. Lẹ lên mọi người ơi, giá của nó là 400k một cây. Nếu như nam trúng thưởng thì sẽ tặng cho kính này rất là manly luôn. Còn nếu như nữ trúng thưởng thì tặng kính Trúc đang mang luôn nha, rất là bánh bèo và dễ thương luôn, sang trọng cực kỳ luôn nè. À, thanh niên quỳ lại luôn hả? Hello Tuấn Phi luôn nghe. Tôi chào Tuấn Phi. Cây dù là sai, cây bài là sai, cây cờ là sai rồi Mạnh Hải ơi, không đúng luôn. Cây gì chỉ có một lá mọi người ơi, tranh thủ chia sẻ livestream cho em về trang cá nhân để chế độ công khai một lần.
Chia sẻ vào hội nhóm cho em tổng cộng là 10 lần, chụp màn hình lại liền luôn cho fanpage của em luôn nha. À, nhìn chị muốn cắn luôn cái môi thôi hả? Sao vậy? Sao muốn cắn cái môi của em luôn vậy? Em yêu trai Yên Bái không? Em còn đi chưa biết Yên Bái là ở đâu rồi. Yên Bái là ở ngoài Bắc đó hả anh ơi? Cây rung lá là sai, cây vàng là sai luôn. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ tôi sẽ tặng cho mọi người một cây kính nữa nha. Tôi sẽ tặng cho mọi người một cây kính cao cấp bên Túc có nha. Bây giờ mọi người chuẩn bị nhanh nha. Cái kính này sẽ rất là đẹp luôn. Và Túc sẽ chỉ tặng cái kính này cho người nào có chia sẻ livestream của Túc nhiều nhất thôi. Được không ạ? À? Đây à, chi dạ anh Đỗ Lâm Sơn ơi, chi dạ. Rồi mọi người nhìn nha, thì mẫu kính ngày hôm nay mà Túc muốn tặng cho mọi người trong trong mini game ngày hôm nay đó sẽ là mẫu kính này. Đây thuộc là thương hiệu Bóp Chơi nha. Dòng kính này thuộc thương hiệu Bóp Chơi, có chữ Bóp Chơi ở đây cho mọi người. Bên mặt trước của nó có chữ Bóp Chơi màu vàng ở đây. Trong này của nó được làm bằng trồng boleroi, chống trời, chống xước cho mọi người luôn. Cho tình mọi người làm rơi làm rớt xuống thì cái kính này nó cũng không vỡ không bể luôn nha. Trồng màu đen, viền màu đen luôn. À, cái kính này trồng màu đen viền màu bạc nha. Rồi mọi người nhìn nha, trồng màu đen viền màu bạc, bên trong trồng màu xanh tráng phản quang như vậy cho mọi người. Chống tiêu UV chuẩn 400, em sẽ tặng kính này cho mọi người ha. Đó, rồi mang lên cho mọi người coi nha, kính này đẹp lắm luôn. Ngồi chưa ạ? Thì em sẽ tặng cho những người nào có chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Một người duy nhất chia sẻ livestream nhiều nhất sẽ nhận được kính này. Em đưa lên cho mọi người coi, cây gì mà chỉ có một lá luôn nha. Ắc cơ là sai rồi anh ơi, cây cột là sai, cây cờ là sai. Bố chào con hả? Hello Kiên Trung Nguyễn luôn nha. Tôi chào anh Kiên Trung Nguyễn luôn nha. Rồi mọi người nhìn nha, em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để mình nhận được chiếc kính mà em đang mang luôn ha. Đó là mọi người hãy chia sẻ livestream cùng với em nha. Đây mọi người nhìn em đây nha, trong cái màn hình livestream của em, mọi người click vào cái chữ là chia sẻ livestream ở dưới cuối màn hình, nhấp vô chữ chia sẻ cho em nha, nhấp vô đây. Rồi nhấp hoài nó không ăn kìa. Chọn chia sẻ hội nhóm ở đây cho em nha. Thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Ai có chia sẻ livestream nhiều nhất nhận được ngay cái kính 700k này luôn ha. Nó hiện ra rất là nhiều hội nhóm như vậy. Thì mọi người click vào những cái ô màu xanh ở đây cho em nè. Đó từ từ nha, click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để mình chia sẻ livestream. Mọi người nhìn có bị chói không? Click hết vào những ô màu xanh ở đây nha. Thì ai click được nhiều ô nhất, người đó sẽ nhận được ngay chiếc kính mà em đang mang luôn. Thì em sẽ bấm giờ trong vòng có 3 phút thôi. Bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài, bấm chữ đăng ở đây, nhớ chỉnh chế độ công khai nha. Rồi em bấm giờ nha, trong vòng 3 phút thôi. Ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất là người đó nhận được kính luôn. 3 phút bắt đầu cho mọi người. Rồi 3 phút này ai chia sẻ nhiều nhất nhận được ngay chiếc kính này luôn. Còn hai chiếc kính này sẽ dành cho người chơi mini game ngày hôm nay nha. Đoán trúng câu hỏi của em sẽ nhận được kính 400k. Còn chia sẻ livestream nhiều nhất là nhận được kính này đây, 700k một cây luôn, được không ạ? Rồi kính này rất là manly luôn. Anh nam nào mà chưa có bồ mang kính của em vô là gái bu heo đầy đầy luôn đó nha. Kính này em để trên đầu cho các anh coi luôn ha. Cây cột cờ là sai, cây cờ là sai, không đúng luôn nha mọi người nha. Cây cờ không đúng, cây cột cờ không đúng luôn nè. Dạ kính em đang đeo có bán không em? Anh muốn mua trung xì bo ơi, kính em đang mang có bán luôn anh nha. Thì cái kính em đang mang hiện có giá là 700k tại shop của em luôn anh ơi. Nhưng mà nếu như bây giờ anh muốn mua thì anh hãy comment nhanh gọn lẹ cho em cái mã của nó là 8722 kèm theo số điện thoại cho em luôn. 8722 kèm số điện thoại, có hộp của Watcher đầy đủ cho anh luôn nha. Trong hộp nó sẽ có khăn, có logo của Watcher đầy đủ. Rồi, có nem kẹt, có đầy đủ cho anh luôn, thẻ của Watcher luôn nha. Thì giá của cây kính này 700k một cây. Ngày hôm nay trên livestream này, trong cái mini game này, em sale với giá là 350 một cây. Từ 700k sale 50 giá kính còn 350. Ai lấy cái này thì mọi người tranh thủ comment liền cho em là 8722 kèm theo số điện thoại luôn nha. Ăn gì chưa mà like vậy anh Ken Sure ơi? Tức ăn rồi anh ạ. Rồi cây nấm cưng ơi là sai luôn, cây cột cờ cũng sai luôn nha. Rồi anh gì đó ơi, anh lấy cái kính này anh comment cho Túc là 8722 kèm số điện thoại. Thời gian chia sẻ livestream cho mọi người còn 1 phút 30 giây nữa thôi nha. Đâu rồi, em thấy anh rồi nè Ken Sure ơi. Rồi Ken Sure ơi, xíu nữa 9 giờ 15 em có chơi mini game trên Facebook của em á. Trúc Trần á, anh Ken Sure vô chơi với Túc luôn nha. 9 giờ 15 Túc sẽ tặng tới 10 phần quà cho mọi người và giá trị của nó trên 5 triệu lận nha. Nghe bố đi con gái hả? Ơi, người Trung Kiên Nguyễn ơi, em nghe nè, cây quạt ba tiêu là sai luôn ha. Đúng là cây quạt ba tiêu chỉ có một lá nhưng không trùng với đáp án của em. Rồi, cây gì đây? Cây nấm là sai, lên 1 năm chị ok luôn nha. Không, 1 năm tỷ không làm luôn.
Rồi, thời gian cho mọi người sau 50 giây thì Tú Túc sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Sau đó hệ thống sẽ lên những mẫu kính cho mọi người coi luôn nha. Bao nhiêu vậy? Dạ Vương Quốc Hùng ơi, cái kính em đang mang trên đầu là dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất, 700k một cây. Ngày hôm nay những ai muốn mua cái kính này chốt tại livestream, em sale còn 350 cho những ai comment tại để lại mã trên livestream này luôn. Mọi người nhìn nha, bên trong có chán phản quang như thế này, chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Không nhận được quà mà nhận người thì không có thức nhận được luôn đó ạ. À, giao hàng mấy ngày đến nơi em? Dạ 3 ngày là anh nhận được hàng. Khi mà anh nhận được hàng anh sẽ được kiểm tra hàng đầy đủ luôn nha. Mấy giờ tức? Anh Thành nhận hơi 9:15 nha. Em like cái này xong là em nhảy qua trang cá nhân em like liền luôn. Rồi, hello Yến Nhi Trần và chị Tóc luôn nha. Xíu Yến Nhi Trần vô chơi mini game với chị Tóc nha. 9:15 trang cá nhân. Rồi, trong này khi mọi người làm rơi, làm rớt, làm vỡ cũng không bể, không chầy, không xước cho mọi người luôn nha. Mẫu kính này 8722, 350 một cây. Ai lấy thì mọi người tranh thủ để lại comment trên đây luôn. Rồi, cây gì chỉ có một lá mọi người ơi. À, thời gian kết thúc rồi nha. Em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất để tặng kính cho bạn đó luôn được không ạ? À? Rồi, em chốt cho anh Lê Tiệp một cây 8722 này luôn. Ok Lê Tiệp luôn nha. Còn ai lấy cái cây 8722 này thì tranh thủ comment liền cho em về số lượng có hạn. Em chỉ chốt trong lúc chơi mini game thôi nha. Em chốt cho anh gì đây ạ? À? Anh Lê Tiệp, Lê Văn Tiệp một cây 350 các em. Dạ đúng rồi anh ơi. Em chốt cho Lê Văn Tiệp một cây 8722 em đang để trên đầu luôn nha. 350 một cây cho Lê Văn Tiệp luôn nè. Rồi, ai lấy cây này nữa comment cho em là 8722 kèm theo số điện thoại chung Sibo có lấy thì comment liền cho em luôn nha. Chia sẻ không ăn được đâu đó hả? Chào em hoài ông nội này. Anh ghét cái miếng giấy đó hả? Quỷ sứ hơi thiệt luôn á. Rồi, bây giờ thì mọi người ơi, mọi người chuẩn bị nha. À, em sẽ lên cho mọi người coi cái mẫu kính luôn nha. 185 kg. Rồi, em lên cho mọi người coi mẫu kính đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho mọi người. Hôm nay sale tới 50% giá kính lận đó. Cây bông súng, cây bông sen là sai. Rồi, mọi người nhìn nha. Mẫu kính mà em đang mang trên mặt của em, giá của nó là 400k một cây. Hiệu của nó là kính Cushy. Có chữ Cushy trên đây cho mọi người, được khắc tia laser luôn. Trong này là tròng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Viền này là viền vàng kim, tròng này là tròng màu trà, tròng thủy tinh hữu cơ, chống tiêu UV chuẩn 400, chống mưa, chống gió cho mọi người, hà hơi là không bám hơi luôn ha. Hơi sẽ tan trong vòng từ 1 tới 3 giây, chống tiêu UV chuẩn 400, em test cho mọi người coi. Thì cái viền của kính này nè, viền nó màu vàng, cọng kính của nó cũng là màu vàng luôn. Ở đây nha, có chữ Cushy ở đây cho mọi người, ngay chỗ này là chữ Cushy. Cọng kính láng bóng và sáng cực kỳ, mã của nó là 2025. Bây giờ trên livestream ngày hôm nay, những ai để lại mã cho em là 2025 kèm theo số điện thoại, em xe kính này từ 400k chỉ còn có 149.000 thôi. 149.000 một cây. Em còn có cho mọi người một màu nữa, đó là màu khói như vậy nha. 149.000 một cây, ai lấy comment liền cho em là 2025 kèm theo cái số điện thoại. Xe duy nhất cho 15 người comment đầu tiên thôi ạ. À, 15 người comment đầu tiên nha. Rồi, em mang kính nào cũng đẹp đó hả? Anh Tiến Linh mang là còn đẹp hơn em nữa đó anh ạ. À, rồi, mọi người comment nhanh gọn lẹ cho em luôn. 2021 cái màu trà này nè, là mọi người có thể là đi đêm được luôn nha. Đi ngày, đi đêm thì cũng được hết trơn. Dạ, à, Misha ơi, Misha cho Trúc xin số điện thoại. Những ai có comment đầy đủ số điện thoại thì Trúc mới chấp hàng. Những ai không có đủ số điện thoại là Trúc không chấp hàng đâu nha. Đây, Trúc mang cái cây màu đen lên cho mọi người coi. 2025 kèm theo số điện thoại. Khi mua hàng được quyền kiểm tra hàng, ok, ưng ý hết rồi mới lấy. Còn mọi người còn được bảo hành tới 3 tháng nữa nha mọi người nha. Coi có bị trầy, bị xước, bị giống mẫu, giống mã này nọ không. Nếu như mọi thứ đều ok hết thì mới trả tiền cho shipper. Còn không thì thôi, trả kính lại không mất tiền nha. Rồi, màu đen và màu trà. Bây giờ em sẽ chốt hàng cho mọi người. Mọi người lấy hàng thì mọi người comment là 2025 kèm theo số điện thoại. Anh chỉ mua em thôi đó hả? Cảm ơn anh Trương. Trương Nhật Trường, em chốt cho anh là Trương Nhật Trường 149.000 một cây. Có bảo hành cho Trường luôn nghe anh Trường ơi. Trương Nhật Trường một cây 149.000. Mimi ơi, cho chị xin số điện thoại của em để chị chốt hàng cho em luôn nha. Dạ chị Hằng Trần ơi, em xài kem Lixio đó chị Hằng Trần ơi. Nếu như mà chị muốn mua kem á, chị muốn tư vấn kem á, để em chỉ cho chị cái loại kem đó nha. Chị inbox vô cái nick Trúc Trần của em đi, em sẽ hướng dẫn cho chị cách mua cái chỗ em mua kem nha. Rồi, hết thời gian share rồi em ơi, đúng rồi, hết thời gian share nhưng mà em muốn share nữa thì cứ share vì chưa có kết quả đâu. Rồi, lấy kiến giùm tóc đi mọi người ơi, dễ thương quá. Dạ, nâu nghe em, dạ ok, màu nâu cho anh luôn. Mimi cho chị xin số điện thoại, chị mới chốt hàng cho em được nha Mimi nha. Mẫu kính này trên shop em bán tới giá là 400k, ngày hôm nay sale 149.000 thôi. Có bảo hành cho mọi người tới
3 tháng luôn. Mi Mi ơi, em comment cho chị số điện thoại, chị mới chốt hàng cho em được. Phương Thanh ơi, cho em xin số điện thoại 2025 màu đen, 2025 màu trà. Giá của nó là 149.000 một cây. Những ai có đầy đủ mã kèm số điện thoại em mới chốt hàng luôn nha. Em chốt cho chị Nhật Anh một cây. Ok, chị Nhật Anh một cây này luôn, 149.000 nha. Giao hàng tận nơi, giao hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Nhật Anh ơi, chốt cho chị yêu luôn nha. Em chốt cho Tiến Trình một cây này luôn, 2025 cho Tiến Trình một cây luôn nha. Tiến Trình một cây luôn nè. Hoàng Xuân, em chốt cho chị Hoàng Xuân một cây này luôn, 2025 một cây cho Hoàng Xuân luôn nha. Giá của nó là 400k sale còn 149.000 một cây. Phương Thanh ơi, Phương Thanh với Mi Mi có lấy cho em xin số điện thoại lẹ lên mọi người ơi. Rồi, bán bữa nữa rồi, tôi thông ơi, cô đơn lãng tử ơi, bữa con khỉ gì, em có bán bữa đâu, em bán kính nha ông nội. Mẫu kính này mọi người nhìn nha, sang chảnh cực kỳ. Bên em bán kính này có cho mọi người coi kính này đàng hoàng luôn. Coi ưng ý rồi mới lấy kính, còn không thì thôi nha. Rồi Phương Thanh ơi, comment ok Phương Thanh màu nâu cho chị luôn, số điện thoại đầy đủ chốt cho Phương Thanh một cây. Ok Phương Thanh luôn nha, 149.000 một cây cho chị luôn. Được quyền xem hàng và được coi hàng trước luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu cho mọi người luôn nha. Em chốt cho Nguyễn Hồng Đào một cây. Ok Nguyễn Hồng Đào một cây luôn nha. Nguyễn Hồng Đào một cây nè, 149.000 một cây. Rồi em chốt cho Hiệp một cây luôn ha. Hiệp Hữu Hiền, Hiệp Hữu Hiền một cây này luôn nha. Ok nè, Hiệp Hữu Hiền một cây này luôn nha. Sau cơn mưa một cây này luôn, 2025 cho sau cơn mưa, 149.000 sau cơn mưa ơi, tiền ship nữa là 30k nha. Tiền ship là 30k. Hát lên Trần Thanh Hải, tôi có chờ anh luôn ạ, anh ăn cơm chưa anh Hải ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ qua mẫu cho mọi người. Thì những ai có trong livestream của em ơi, mọi người thích lên kính cao cấp hay thích lên kính tầm trung thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Bây giờ em sẽ cho mọi người coi một mẫu kính này đây. Rất là sang trọng, rất là ngầu luôn. Mọi người nhìn nha, sáng bóng cực kỳ. Thì cái kính này nó có màu xanh như vậy. Ở dưới đây là không có viền. Người tình không đến ơi, người tình không đến, chị comment cho em mã của nó luôn nha. Mã của nó là 2025 là kính màu nâu này chị ơi. 2025 kèm số điện thoại cho em để em chốt hàng cho chị luôn nha. Cái màu trắng bán bao nhiêu vậy? Dạ cái màu trắng là cái gì Nguyệt Thị Trần ơi? Cho một cái dạ Hoàng Minh Lê ơi. Lấy cái này thì Hoàng Minh Lê comment liền cho em nha. 2025 kèm số điện thoại, em có màu đen với lại màu nâu. Màu đen với màu nâu như vậy, mình đi đêm được luôn mọi người nha. Rồi, chị Nguyệt Thị Trần ơi, lấy cái nào chị ạ? Rồi, chị người tình không đến ơi, cho em xin số điện thoại kèm theo mã luôn nha. 2025 màu vàng, 2025 màu đen kèm số điện thoại, 149.000 một cây. Cho kiểm tra hàng, ưng ý rồi mới trả tiền. Còn cái này em đang dơ lên cho mọi người, đó là thương hiệu Lacoste, có con cá sấu Lacoste trên đây. Có chữ Lacoste được khắc tinh laser ở đây cho mọi người luôn. Trồng này được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Ở nửa dưới này nó không có viền, ở nửa trên này nó có viền. Cái càng kính của nó là màu vàng như vậy. Mọi người nhìn nha, bên hông nè rất là đẹp luôn. Càng kính của nó thiết kế cực kỳ tinh tế và cực kỳ đẹp, em cho mọi người coi nha, thấy chưa ạ? Thì cái gọng kính này nè, nó không bao giờ bong, không tróc, không xét và không gỉ. Đi nắng đi mưa gì nó cũng vẫn giữ màu như vậy cho mọi người luôn. Kính nam hay nữ vậy chị? Thủy Phạm ơi, cái kính này nè Thủy Phạm ơi, đang có đây, cái mẫu này là mẫu của nam, nhưng mà nữ nào thích ngầu thì mình mang cũng được luôn. Em chốt cho Nguyễn Trực 2025 màu đen cho anh luôn ạ. Ok Nguyễn Trực nha, 2025 màu đen cho Nguyễn Trực luôn, 149.000 một cây Nguyễn Trực nha. Rồi ok Nguyễn Trực nè, người tình không đến, em chốt cho người tình không đến 2025 một cây luôn nha. Anh nhớ em quá tốt tốt hả? Cảm ơn anh, người tình không đến luôn nè. 149.000 một cây cho người tình không đến. Con mã này em đang mang là 8531. Lộn. 8301 mọi người nha. 8301 chống tiêu V là chuẩn 400 cho mọi người luôn. Mẫu kính này là dòng unisex, nam mang ngầu lắm luôn. Nữ có thể mang ké được luôn mọi người nha, vì cái viền của nó rất là mỏng, rất là nhỏ luôn. 149.000 một cây, giá gốc là 400k. Mẫu kính này em còn có màu đen nữa. Màu xanh nha mọi người nha, màu xanh là em đang mang, còn cái này là màu đen nè. Đây màu đen thì full cây màu đen luôn, viền cũng đen, trồng cũng đen. Còn cái này viền màu vàng, trồng màu xanh nha mọi người nha. Mã của nó là 8301 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. Mẫu kính này em đang mang mọi người thấy không ạ? Thì nếu như những ai thích nổi bật thì mình chọn cho em là cái mẫu, cái gọng màu vàng này nó sẽ nổi bật hơn. Còn những ai thích đồng tính thì chọn cho em là trồng màu đen, gọng màu đen luôn nha. Có kiến nào viết tật viết không em, tình yêu của anh hả? Dạ anh ơi, có kính viết tật viết mà hôm qua em đưa lên cho anh coi rồi đó. Cái mẫu 0023 này nè là kính viết tật viết bên em luôn nè, là 0023 nha. Rồi mẫu kính này mọi người ơi, 8301 màu đen, 8301 màu xanh, ai lấy comment liền cho em luôn nha. Em yêu 8301, ok nha. Rồi em chốt cho anh Bình, trời đất cơ, cái gì mà yêu em rồi comment cho em, dễ thương vậy không? Ông làm như vậy tôi chịu gì nổi hả ông nội? Bao nhiêu vậy em? Dạ 149.000 anh ơi. Anh lấy thì anh comment cho tốt luôn. Rồi tôi bắt đầu chốt luôn nha. Anh Bình một cây luôn nè,
Anh bình một cây 8301 149.000 một cây. Lên lại anh xem. Dạ ok anh ạ. Rồi anh Hoàng Phan ơi, 149.000 anh nha, có màu xanh với màu đen. Anh thích mẫu nào thì comment cho em mẫu đó, màu xanh thì viền màu vàng, màu đen thì viền màu đen luôn. Rồi, móc qua nhà tôi ơi hả? Hello anh Tây nè, anh Tây xíu giờ livestream trên với Top luôn nghe. Rồi, bây giờ mọi người ơi, mẫu kính này tình yêu của anh lên ok nha. Hải Đặng Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại đi. Màu xanh thì nhìn như vậy nó xanh nhưng mà đưa lên mặt nó sẽ thành xanh đen như vậy mọi người nha. Đẹp ngất ngây con gà Tây, coi đơn ninh. Coi ninh lấy ra Tiền Giang yên thế hả? Tiền thắng yên thế Bắc Giang. Rồi Bắc Giang ship luôn, Bắc Giang ship có 30.000 thôi mọi người nha. Giá kính là 149.000, thêm tiền ship 30.000. Coi ninh, chốt cho coi ninh, chị chào Nobita cao kinh luôn nha. Coi ninh, em chốt cho anh coi ninh một cây 149.000 thôi. Rồi mọi người ơi, cái mã kính tốt đang mang là 8301. Anh gì đó ơi, anh lấy thì ơi em đây rồi. Hello anh Oki Odin, màu đen nè, rất là ngầu luôn nha, dành cho các anh nam mang nha. Rồi mẫu kính này có loại nào không viền phía trên không em? Dạ Quy Võ ơi, kính nam đa số là có viền hết trơn, em cũng nhớ Oki Odin nữa nha. Rồi Hải Đăng Nguyễn ơi, anh cho tôi xin số điện thoại của anh đi để tôi chốt hàng cho anh luôn. Không có số điện thoại là em không chốt hàng được đâu. Cái mẫu kính này em còn có 2 cây thôi nha, ai lấy thì comment cho em là 8301 kèm theo số điện thoại. Màu vàng với lại màu xanh với lại màu đen mọi người nha. Rồi em qua kính cho mọi người coi một cây kính thật là VIP, cây kính đắt nhất bên em luôn ha. Đây em lên cho mọi người coi cái kính này nè. Nhìn yêu quá hả, nhớ em quá hả, ok lên xíu qua livestream của em chơi nha. Đây ok, Hải Đăng Nguyễn em chốt cho anh 8301 tranh luôn nha, là cả trên đầu của em. À, màu gì anh ơi, Hải Đăng Nguyễn ơi, anh lấy màu gì anh hả? Rồi Thuần Thi 8301 màu đen, em có biết em đẹp lắm không hả? Em chưa biết luôn á, anh nói em mới biết đó nha, nhưng mà em cũng chưa dám tự tin nữa, em cũng chưa dám thừa nhận điều đó nữa đó. Hải Đăng Nguyễn một cây 149.000 luôn nè. Rồi Huỳnh Thi một cây 149.000 luôn, ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Ok Huỳnh Thi luôn, em cảm ơn chị Huỳnh Thi. Rồi mọi người ơi, được bảo hành tới 3 tháng luôn, không miếng coi đó hả? Hello Kem Kem nha, chào Kem Kem luôn nè. Kem Kem một xíu vô livestream của Trúc chơi bên Trúc Trần nha. Hello Minh Lê, chào em, anh muốn mua một cái hả? Anh ơi, anh muốn mua một cái như thế nào? Bây giờ anh muốn mua giá tầm trung hay là cánh cao cấp để em lên cho anh coi nha. Em duyên lắm hả, em cảm ơn anh xanh nha em. Dạ ok anh Hải Đăng Nguyễn luôn nha. Rồi, hóa đơn trên 500k được miễn phí ship, và mua 3 cây kính cũng được miễn phí ship mọi người nha. Còn bây giờ là anh Kensu nhìn chung với em nha. Mẫu kính này là dòng đắt nhất bên em, 900k một cây. Đây là hàng cao cấp nhất luôn, có logo Armani ở đây, có chữ Armani ở đây cho mọi người luôn nha. Armani mọi người nha. Đây, giả shop em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 đó anh ạ. Có kính nào đi gió không? Chứ chuồn chuồn của mình đi vẫn bị đỏ mắt. À, chuồn chuồn của mình là kính nào vậy lão Hạc ơi? Nếu như anh muốn kính đi gió mà còn đi đêm được nữa thì một xíu nữa anh lấy cây này đi. Cái cây nào đâu rồi? Đây, nếu như mà anh muốn đi gió mà còn đi đêm được nữa thì một xíu nữa anh chọn cái mẫu này. Nó tròn do như vậy, nó ôm sát mặt của anh luôn, chống gió cực kỳ cao nha, phong tròn do. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu kính cao cấp nhất cho mọi người, 500 nhé. Lôi lôi ơi, chưa nói hết mà, có kính nữ không? Dạ có luôn Hải Đăng Nguyễn ơi. Mẫu khác còn không tình yêu, chưa có Kensu ơi, để em lên cho Kensu coi từ từ nha. Rồi, cái kính này giá của nó là 900k một cây. Mọi người nhìn nha, họa tiết của nó khắc rất là tinh tế, cực kỳ đẹp luôn, không sai một ly luôn ha. Vì đó là càng chính hãng, hàng chính hãng. Kính Ray-Ban gấp gọn, dạ ok nha, lại mất ngủ rồi hả, sao thế? Rồi mọi người nhìn nha, đằng trước của nó là như vậy đây, càng kính của nó là như vậy nha. Đó, mọi người thấy không, cái chỗ hoa họa tiết như thế này, nó trùng với họa tiết ở đây cho mọi người luôn. Rồi, ở đây nha mọi người nha, ở trên chỗ này nè, nó sẽ có khắc cái chữ là Armani cho mọi người, được khắc bằng tia laser, mà mọi người cầm kính lên mọi người mới thấy được. Tôi coi nên, em ơi hàng của anh bao giờ ship 8301 màu đen? Dạ 3 ngày là ship hàng liền luôn. Màu gì đó Kensu ơi, có kính căng không? Có kính căng không là kính gì? Bán kính màu cam không? Mũi xứ à, chồng em hoài. Hello, Điệp Lê Hoàng luôn nha. Bán ai? Bán trả góp hả? Rồi em lấy gì em trả trong chủ em bây giờ. Kính này 900k một cây, thương hiệu Armani, hộp Armani đầy đủ, khăn khiếu đầy đủ cho mọi người luôn. Giá là 900k một cây. Ngày hôm nay trên livestream này em sale duy nhất 5 cây với giá là 450. Mọi người comment cho em là 0023 0023 kèm theo số điện thoại, 450 một cây em share cho mọi người nha. Có màu khác không? Dạ có màu khác luôn anh ơi, còn màu khác thì không có. Mẫu này một màu duy nhất luôn nha. Rồi, trời đất ơi, vợ yêu ơi, đêm cũng bán nữa hả vợ yêu? Quỷ sứ hả, anh nói vậy là em không có bồ được luôn đó nha. Rồi,
À, Tiến Thắng yên yên thế Bắc Giang em nhé. Dạ ok, coi coi nên nha, 3 ngày sau là anh nhận được hàng. Mã kính này 0023, 5 cây duy nhất được sale với giá chỉ có là 450 một cây, em bắt đầu chốt hàng. Mọi người tranh thủ comment cho em liền luôn nha. Mã của nó là 0023. Em chốt cho Nguyễn Thanh Trúc một cây. Ok, Nguyễn Thanh Trúc chị cùng tên với em đó. Chốt cho Nguyễn Thanh Trúc một cây 0023 này luôn nha. Ok nè. Rồi, chị Rosido một cây. À, kính nữ này mọi người ơi, nam nữ gì cũng mang được hết trơn luôn đó nha. Gọng kính của nó tuyệt vời, cực kỳ đẹp luôn, nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Mã là 0023 Rosido ơi. Xip, xip của chị á, phí ngoại thành là 30k, nội thành là 20k chị nha. Rosido em chốt cho chị một cây luôn. Ok, 0023 Kensu, cho em xin số điện thoại đến Kensu ơi. Rồi, 0023 cho Rosido. Mã kính này còn đúng 3 cây duy nhất luôn nha. Rosido ơi, lộn, Kensu cho em xin số điện thoại đi ạ. Hôm nay em hết ho rồi. Dạ đúng rồi, em hết ho nhưng mà em chuyển qua đau họng. Người tình không bến, chốt cho chị người tình không bến một cây luôn. Người tình không đến chỉ lộn một cây luôn nha. Ok, Kensu cho em xin số điện thoại đi. Mã kính này em còn có 2 cây thôi, ai lấy comment nhanh nha. Đau họng quá. Có số rồi mà, Kensu có số rồi nha Long nha. Cứ lục lại được không? Quỷ sứ hà, Kensu có số rồi, cứ lục lại được không? Ok, Kensu em chấp cho anh, nhưng mà Kensu ơi, anh thương em á, anh cho em xin một lần nữa số điện thoại đi cho nó đỡ bất công nó lục nha. Rồi ok, em đã thấy xin lỗi Kensu rồi, cảm ơn ạ. À, em hết ho rồi Đinh ơi. Ok Hà Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại bao nhiêu một cái. Nguyễn Tuấn ơi, 450 một cái, giá gốc tới 900k lận đó em ơi. À, thích nhất là xem tóc chứ không thích mua kính hả? Được nhiều rồi đó hả? Cảm ơn anh nhiều lắm luôn á, kem kem nha. Rồi, Nguyễn Tuấn ơi, 450 một cây, giá gốc 900k, có hộp đầy đủ cho anh luôn, bảo hành cho anh đúng 3 tháng, kính chính hãng cho anh nha. Bảo hành 3 tháng chính hãng cho anh luôn. Đây, khi mọi người mua hàng được quyền mở hộp ra kiểm tra hàng đầy đủ, cảm thấy thích rồi, ưng ý rồi, không trời không xước giống như em nói trên livestream, thì mọi người mới trả tiền, còn không thì thôi, không cần phải trả tiền đâu mọi người nha. Đây, mã kính này là 0023, 450 một cây. Rồi, tối qua anh mơ thấy Túc mang kính Ray-Ban chọi anh đó nhé. Vậy anh coi thử coi cái kính đó có vẻ hơn, sao anh không mơ tiếp khúc sau nữa đi cha nội. Anh ok kia Odin ơi, sao anh mất ngủ vậy anh ơi, bớt giá không em? Dạ bớt rồi anh ơi, 900k xe tới 50% chỉ trong cái livestream ngày hôm nay thôi anh nha. Chỉ trong livestream ngày hôm nay, những ai có đặt mã này 0023 kèm số điện thoại là 900k còn 450. Kết thúc 1 tiếng đồng hồ livestream này, kính này quay về với giá 900, em không có sale được nữa nha. Vì bên em đó đang có chương trình khuyến mãi là sale 1 tiếng đồng hồ cho mọi người thôi. Đây, cái chỗ này nè, màu vàng này nó được làm bằng titan, không bao giờ bong, không bao giờ tróc, cũng không xét và không gỉ cho mọi người luôn. Giữ màu vàng tuyệt đối như vậy luôn nha, đẹp lắm luôn. Mà anh ghé lấy cây nhé. Dạ anh Sơn Lâm Nguyễn ơi, anh lấy cây nào anh cho tôi xin số điện thoại đi kèm theo mã luôn. Anh Phạm ơi, chị Trang xin số điện thoại mới chốt hàng cho chị luôn nha chị. À, chị anh Nguyễn, anh Phạm ơi. Rồi anh Nguyễn Tuấn ơi, lấy thì comment cho em lẹ lên, còn có một cây thôi nha. Mình nữa, Điệp Lê Hoàng ơi, lại đó mua giảm giá không em? Dạ Điệp Lê Hoàng ơi, chị nếu như mà anh chị Điệp Lê Hoàng comment cho em cái mã mà Điệp Lê Hoàng thích kèm theo số điện thoại, ngày mai bạn qua đây đọc lên cái mã và số điện thoại của Điệp Lê Hoàng lên là sẽ được giảm tới 50% giá kính. Còn nếu như không có để lại mã và số điện thoại trên livestream thì lúc mà qua không có kiểm tra được là tiền vẫn như cũ nha, giá gốc luôn vẫn là 900k nha, nếu như mà là cái kính này. Rồi những ai ở gần em thì mọi người hãy để lại số điện thoại kèm theo cái mã mọi người thích, ngày mai qua bên đây kiểm tra kính và coi kính có thích hay không. Nếu như không thích thì thôi đi về, còn nếu như thích thì thôi trả tiền cho em nha. Rồi dễ thương quá dạ, kính nam, dạ mắt kính nam là chị Thu Từ Đào ơi, Thu Từ Đào ơi. Đây Xuân Long Lê ơi, em nghe nè anh ơi. Rồi Long Lê Long Mẫn 0023, Điệp Lê Hoàng ơi, lấy thì comment liền cho em. Anh Phạm ơi, cho em xin số điện thoại đi, không có số điện thoại là không chốt được đâu nha. Ok Sơn Lâm Nguyễn, hello anh Sơn Lâm Nguyễn của Tốt Tốt Vương, hơi bị lâu rồi anh Sơn Lâm Nguyễn mới mình lại mua kính của Tốt nữa nha. Anh Sơn Lâm Nguyễn bữa giờ chạy xe có được không? Em chết cho Sơn Lâm Nguyễn một cây luôn nha. Sơn Lâm Nguyễn nhìn y như đại ca của em luôn á. Hello Phú Trần, chị Túc chào em luôn nha. Sơn Lâm Nguyễn 2023, kính này không vỡ anh Thắng ơi, kính này là không vỡ luôn, chống trời chống vỡ chống một quay chống trời chống rơi chống vỡ cho mọi người luôn. Kính này là kính không bể mọi người nha, ghét ai cầm chọi người đó cũng không bể luôn, trừ khi mọi người đập vô thôi. Rồi đau họng quá, Lê Long Ẩn một cây luôn nè, 0023. Mã kính này ai lấy tranh thủ comment cho em nha, 0023 cho Lê Long Ẩn một cây. Rồi Điệp Lê Hoàng ơi, có lấy thì để lại mã cho em, bây giờ em qua mẫu liền luôn nha. Đây là dòng kính cao cấp nhất bên em đó, rất là đẹp luôn. Đi quay suốt em ơi hả? Ủa anh Sơn Nguyễn, anh Sơn Long Nguyễn anh làm gì mà anh đi quay đó? Ủa anh làm gì vậy? Anh làm gì mà anh đi quay vậy anh ơi? Rồi mọi người ơi, em lên kính khác cho mọi người coi nữa nha. Em sẽ lên cái dòng kính này, nhìn nó rất là ngầu luôn. Đây là kính này, mọi người nhìn nha. Trời em, cái cổ họng em nó bị nứt, em đau quá.
Chị để nóng nóng một xíu nha. Để. Chị đau hỏng không? Rồi mọi người ơi, em lên cái kính này cho mọi người coi ha. Thì kính này có giá là 700k một cây, dòng Watcher. Trên đây có chữ Watcher cho mọi người màu vàng. Trong này là trồng bolero, chống trời, chống vỡ, chống bể y chang cái trên đây luôn. Có điều nó là của Watcher, còn cái này là của Hạt Money nha. Trên đây có màu vàng, màu đen, màu vàng. Nhưng mà thực chất trên đây cũng có màu vàng cho mọi người nữa. Cầu kính nhỏ ở đây, cầu kính cong, nó màu vàng cho mọi người luôn. Trồng màu đen, viền màu đen, cái này rất là sáng, mình có thể là đi đêm được luôn luôn nha. Tức coi thử coi có vẻ không? Dạ, đi mua kính chọi tức coi có vẻ không? Đúng rồi, test kính thử lần cho em coi coi. Được như kính mát con anh không em? Kính mát còn anh không em là sao? Không hiểu luôn nè, không hiểu luôn. Khi nào anh rảnh anh mới ghé lấy nha. Anh là tài xế chạy bên công ty truyền thông chung quanh bà cá. À, dạ, ok, sao Long Nguyễn thì khi nào anh rảnh anh qua anh lấy nha. Anh đọc số điện thoại kèm theo mã là lấy được nghe. Anh thấy Long Nguyễn qua bên em, anh sao Long Nguyễn qua bên em lấy hoài mà. Rồi, còn không chơi cái điện thoại của anh luôn. Rồi mọi người ơi, mã kính này em đang lên cho mọi người là 6129 nha. Bên trong những cái kính của em đang vô lên cho mọi người đều có mã của nó hết trơn. Kính mắt con ong, dạ ok. À, kính mắt con ong, trời ơi, nãy giờ tưởng kính mắt con anh. Đường như kính mắt con ong, không em là sao em không hiểu luôn, Son Long Lê cũng chưa hiểu luôn. Rồi, mọi người ơi, mã kính này 6129 chống trời, chống bể cho mọi người, chống tiêu vê chuẩn 400 luôn nha. Ai lấy mẫu này mọi người tranh thủ luôn nha. Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. 6129 kèm theo số điện thoại anh mơ về em rồi đấy hả? Cái em cầm bao nhiêu? Dạ, cái em đang cầm giá của nó là 350 đó anh Sơn Long Nguyễn. Cái lấy cái này luôn đi, đơn giản lắm. Cái gọng của nó là gọng nhỏ, ở đây có màu vàng ở đây, gọng màu đen ngay chỗ này nha. 350 một cây, 6129, ai lấy comment liền cho em. 700k em xem còn 350 nha. Kính phi công màu đen đi chị. Đây, kính này là kính phi công nè em ơi, kính này nè, cái hình giọt nước giống như là phi công nha, rất là ngầu. À, em không thấy hình mạng con anh nè. À, cái hình trên mạng của con anh đúng không? Trời đất ơi, làm khó em ghê. Cái hình thì nhỏ xíu xìu xìu à. Cái mặt con anh em còn không thấy nữa thì nó chi là cái kính hả cha nội? Trời đất ơi, quá đáng hờ, làm sao mà em thấy được? Thì nó to đùng thì em mới thấy. Còn lần này cái hình nó nhỏ xíu xìu xìu nè. Đã vậy có cái mặt là còn nhỏ mà còn cái kính nữa thì thôi, thua luôn đó anh ơi. Rồi, em chết cho Nguyên Phạm 6129. Ê, xuống dưới coi nó dùm chị kìa. Dắt, chị nó dắt xe dùm chị đi. À, Nguyên Phạm một cây 6129 cho Nguyên Phạm luôn nghe. Có một cây duy nhất thôi à. Nói chuyện dễ thương thật hả? Em cảm ơn ạ. À, em cảm ơn đẹp nguyên thở luôn nghe. Rồi, à, tình đẹp nguyên muôn thở ơi, em cảm ơn anh ạ. À, rồi, chia sẻ 26 hội nhóm và lượt chia sẻ chưa đầy 300 hả? Chưa đầy 300 vậy à. Thôi, bọn anh chọn pha rồi. Anh Nguyễn Văn Học ơi, sao mà anh dễ thương thế. Rồi, mọi người ơi, cái kính này em đang mang là 6129 nha. Khi mọi người mua hàng á là sẽ có hộp cho mọi người đầy đủ luôn. Cái hộp của nó là như vậy nè. Đó, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn nha. Rất là sang chảnh luôn. Trong hộp á, cái khăn của nó là có in chữ Watcher B8000 hàng chính hãng cho mọi người. Có nem kẹt đồ đầy đủ luôn. Yên tâm khi mua hàng bên em. Bên em sẽ cho kiểm tra hàng ưng ý rồi mới trả tiền nha. Rồi, 6129 Sơn Lâm Nguyễn qua coi nó đẹp hơn thì lấy thì cây kia thì lấy. Ok, Sơn Lâm Nguyễn, vậy em lấy cho anh thêm một cây là 6129 để là mã cho anh luôn nha. Rồi, anh Sơn Lâm Nguyễn cho em xin 6129 kèm số điện thoại luôn nha. Sơn Lâm Nguyễn một cây luôn nè. Rồi, em lấy kính trời luôn vào trán đi, chi vậy ông nội? Anh Cường là anh Cường chồng em hoài ha. Rồi, mọi người ơi, em qua mẫu kính khác luôn nha. Anh Tình Đẹp Muôn Thở ơi, anh ủng hộ kính của em đi. Lanh thì anh ủng hộ kính cho em với. Rồi, mọi người ơi, mọi người tranh thủ comment liền cho em 6129 kèm số điện thoại nha. Rất là đẹp luôn đó ạ. À, kính siêu nhẹ, gọng không gãy đó em. Trời đất ơi, thì anh phải nói như vậy chứ, trời đất ơi, cái gì mà nhìn kính đi, có bán kính nào giống con anh không? Chắc em xỉu mất tiêu luôn á. Thì cái kính này em đang giới thiệu cho anh là 6129 nè. Cái kính này nha, cái gọng của nó là gọng bằng titan, nhưng mà nếu như mà anh bẻ thì gãy đó. Còn cái trong của nó thì đó là chống trời, chống xước cho anh luôn. Khi anh làm rơi, làm vỡ nó cũng không bị bể luôn nha. Đó là cái kính này 6129. Em test tiêu UV cho anh coi nha. 6129 chống tiêu UV chuẩn 400, anh thấy không ạ? Rồi, 350 một cây kèm hộp khăn phiếu đầy đủ cho mọi người luôn. Dạ tối anh khỏi mơ em chọn anh ạ. Rồi, dạ không có luôn ạ. À, Linh Trinh, Quang Linh ạ. À, rồi, mọi người ơi, ai lấy thì mọi người comment liền luôn nha. Dễ tạo thiện cảm với mọi người rất nhiều ạ. À, cảm ơn anh Tình Đẹp Muôn Thỏ ạ. À, Tình Đẹp Muôn Thỏ là nam hay nữ vậy ta? Túc túc chết. Gì chắc chết vì em quá sao vậy? Tốn tiền vì em quá hay sao vậy? Sao mà chết thì em?
Rồi, anh Trang Su ơi, cái này cũng đẹp lắm luôn nè. Anh Trang Su muốn coi mẫu này luôn không? 6129 nha. Coi chừng chóng mặt đó em gì. Coi chừng chóng mặt em giờ đó là sao? Không hiểu comment cái gì vậy. Anh chọn em vì em quá dễ thương hả? Vậy anh Mai Anh Tuấn ơi, nãy giờ anh có chốt hàng cái nào chưa? Anh Long coi Mai Anh Tuấn có ông bị dụ cái nào chưa vậy Long? Anh Mai Anh Tuấn nãy giờ anh có bị túc dụ anh mua cái kính nào chưa? Cảm ơn anh Kisu, chốt có bán kính luôn hả? Cảm ơn Dung Kiên nha. Nói nghe nè, em qua mẫu kính khác cho mọi người coi nữa nha, để mọi người không phải chờ lâu, em nhức đầu quá mấy má ơi. Em qua kính khác cho mọi người coi nha. Mọi người thích kính giá tầm trung hay là thích kính cao cấp nè? Hứa đi cà phê mà không bao giờ thấy hết trơn hả? Anh chưa? Dạ anh chưa thì bây giờ anh mua nha. Anh hãy bị anh cho em dụ anh được không? Rồi anh Sơn Long Nguyễn ơi, anh ở gần em mà. Khi nào anh ở gần em anh hú em ra nhưng mở. Em live một ngày tới 3 ca lận cho nên em chỉ rảnh tầm khoảng từ 3 giờ rưỡi cho tới 7 giờ thôi. Rồi mẫu kính này nè, nói nghe nè, ở đây có những anh nào mình chưa có bự không? Vì gì? Vì nghe em nói anh mới mua hàng luôn. Mua hàng em đi, anh phải để cái kính của em nè. Rồi ai cũng thương bà nè mà thương đâu dễ. Cảm ơn nghe, cảm ơn mọi người nha. Mọi người dễ thương quá. Chưa thấy khách ai dễ thương như khách em luôn á trời ơi. Rồi mọi người nhìn nha. Thì cái mẫu kính của em đang mang nè, có ngầu không? À em bán hàng hả? Nhưng không đúng hàng anh mua. Dạ ok anh Sơn Long Lê ơi, nếu như mà không đúng hàng anh mua thì anh cứ ngồi lại trong live stream của em đi. Anh ngồi chơi với em cũng được, không cần mua kính đâu. Ngồi tán chuyện với em cũng được luôn nha. Rồi lỡ một hồi mà anh thấy cái kính nào mà hợp với anh thì anh cho em xin cái mã số điện thoại hen. Còn không thì cứ ngồi chơi đi. Anh thấy kính gì? Kính giả của em đẹp lắm hả? Kính giá của em đẹp lắm, cảm ơn ạ. Rồi em cảm ơn Mai Anh Tuấn luôn, ok Sơn Lâm luôn nghe. Rồi mẫu kính này cái chồng của nó là chồng hình chữ nhật như vậy mọi người nha, có cái viền ở đây nè, đó có một gọng ở đây thôi, một cái cầu kính ở đây màu vàng, hai bên đây cũng màu vàng tạo điểm nhấn cho cái kính ha. Rồi trên đây có chữ bóp trơn màu vàng cho mọi người cái kính này. Trời ơi. Cái kính này mọi người nha, cái chồng của nó là chống trời, chống bể, chống rơi, chống vỡ cho mọi người luôn. Bên trong nè, nó còn có cho mọi người nữa là lớp phản quang. Thì lớp phản quang này sẽ chống chiếu, chống chói, chống lá, nắng mặt trời, chống ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop luôn. Còn chứ anh Lực Đinh ơi, em nói mà em không kịp ở luôn á mọi người. Mọi người nhanh nhanh, ở đây nha, ngay chỗ này nè, cái kính này được làm bằng gỗ nha. Nguyên một khúc này là có gỗ trên đây luôn nè. Anh là nam nên mới thấy em rất dễ thương gì. Rất dễ nói lời khen như vậy. Đâu có đâu, mấy bà nữ cũng hay khen em lắm chứ bộ. Rồi anh Mai Anh Tuấn ủng hộ em cái này đi, đẹp lắm luôn nè. Anh Tình Đẹp Muôn Thỏ ơi, anh đã kính này không? Không có bán đâu, nội Quang Linh này chồng em ngoài à. Rồi mọi người nhìn nha, có chữ Butcher được khắc trên cái gồng chiếc gỗ ở chỗ này luôn. Anh em thôi hả, hello Phong Nhiếp luôn nha. Đây rất là đẹp luôn, có kính nữ luôn đó. Thu Tư Đao ơi, chị có kính nữ luôn nha. Rồi mẫu kính này mọi người nhìn nha, mã của nó là 8814, chồng nhỏ. Còn nếu như mọi người thích chồng to thì mọi người chọn mẫu kính này cho em là 8819, là chồng to như thế này mọi người ha. 8819 cái chồng của nó to hơn. Ở đây nè, nó có hai cầu kính luôn, còn ở đây nó chỉ có một cầu thôi, ở đây hai cầu luôn nha. Đó, các anh nam mình thích cái phong hình vuông thì chọn cho em 8819, còn phong hình chữ nhật thì 8814 luôn nha. Dạ 350 đó, anh Mai Anh Tuấn mua ủng hộ túc đi. Hello anh Sơn Long luôn nghe. Em rảnh thì vô 16A Lê Hồng Phong cà phê với anh. Ủa anh Sơn Long ở trong đó suốt luôn hả? Anh Sơn Long ở trong đó suốt luôn hay sao vậy? Anh Phong Nhiếp ơi, vậy thì anh mua kính cho em đi. Kính này anh mua rồi, có hiệu nào tương tự không em? Dạ Nguyên Võ ơi, có là tương tự bao nhiêu tiền thêm? Thế Rio ơi, dạ kính này là 350. Khi mọi người mua hàng sẽ có hộp cho mọi người đầy đủ luôn nha. Em mở ra cho mọi người coi cái hộp nè. Đây, khi mọi người mua hàng nè, tới cái khăn của nó còn xịn nữa thì nói chi là cái kính luôn mọi người. Trên khăn là in đầy đủ chữ cho mọi người luôn nha. Kính này kính chính hãng, bên em bảo hành chính hãng cho mọi người. Đây, 350 một cây, hàng cao cấp của em luôn nha. Đó, 8819 là chồng to, 8814 là chồng nhỏ mọi người nha. Em cảm ơn anh Quang Linh ạ. À. Hello anh Lê Tâm. Ủa anh Lê Tâm đi đâu nãy giờ mà không có ngồi comment trong livestream của em nhỉ? Anh đi Tâm, anh Lê Tâm đi ăn cơm hả? Công ty ở đó dạ. Ok anh Trần Long Nguyễn nghe. Anh đang ở cầu bán hai nè, anh nổ anh Cường ơi. Cho nọ này anh xảo anh mà có em ra liền luôn á. Nổ à. Đây mẫu kính này em đang mang cho mọi người 8819 nè. Anh nào lấy comment liền trên Lê Tâm ơi, mua kính ủng hộ tôi tốt đi. Rồi bây giờ em qua mẫu cho mọi người nha. Em nói chuyện đau hỏng quá mọi người, thương em mong mọi người thương em, mọi người ủng hộ kính nhiệt tình cho em đi. Nên đau hỏng quá trời quá đất luôn á. Có loại nào giống 8814 không em? Dạ có loại giống 8814, đó là 8819 anh nha. Rồi để em kiếm coi. À em có cái kính này nè, nó là chuyên đi đêm mà chuyên đi ngày được cho mọi người luôn. Long ơi, ngày mai con thử đem cái kính mà 2102 này ra nắng coi nó đổi màu không Long.
Cái này nè. Dạ ok, anh đi ăn cơm. Ok anh nha. Quy Võ ơi, em có cái kính mà giống 8814 luôn nè. Nhưng mà nó là tròng tròng như vậy, tròng này là tròng màu khói anh nha, em mang lên cho anh coi. Cái kính này là chuyên dành cho đi đêm, anh có thể đi ngày cả đêm đều được luôn. Kính này, cái form của nó y như cái cài của các chị phụ nữ gì đó, nó sẽ cong vòng như vậy. Và khi mọi người mang vô thì nó sẽ ôm sát mắt của các anh luôn nha. Cho các anh coi cái gọng bên hông của nó là như vậy, sáng bóng cực kỳ luôn, thấy chưa ạ? Bên trong có chữ Zinlin cho mọi người. Ngay con ve nè cũng có logo của Zinlin cho mọi người luôn nha. Em mang lên cho mọi người coi, trời đất ơi, sang chảnh giả mang chưa. Thì mẫu kính này mang lên cực kỳ sang, nhìn nó rất là tri thức luôn mọi người ha. Đây là dòng kính mát nha. Cái kính này nè sẽ dành cho những ai thường xuyên đi ngoài đường, đi suốt ngoài đường luôn, sẽ chống mỏi mắt nè, cho mọi người chống gió, chống bụi cực kỳ hiệu quả. Vì nó ôm sát mắt của mình luôn nha, ôm sát mắt qua bên hông luôn. Đặc biệt kính này còn là dòng kính chuyên dụng dành cho những anh chị nào thường xuyên làm việc trước máy tính nè. Thì mình mang kính này vô sẽ không có làm cho mình bị mỏi mắt nha. Bởi vì mắt cực kỳ chống ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Nếu như đi ban ngày, chống chiếu, chống chói, chống lá, nắng mặt trời. Còn nếu như mọi người dùng đi ban đêm, chống chiếu, chống chói, chống lá, đèn xe ô tô, đèn pha cũng không chói luôn nha. Thì mẫu kính này có mã là 2102, 2102, 700k một cây, là hàng cao cấp bên em đó. Có hộp mẹt cho mọi người luôn. Đây, cái kính này thuộc của mẹt. Dạ, cái kính này hôm nay em đang sale còn 350 anh ạ. 350 nha. Kính này là hàng cao cấp thuộc mẹt mọi người nha. Hiệu của nó là hiệu mẹt. Trên đây có chữ Zinlin cho mọi người. Dạ, thế Rio ơi, 350 một cây. Anh lấy comment nhanh gọn lẹ cho em luôn nha. Cái kính này bên em là hàng chuyên dụng, ở ngoài không có bán đâu mọi người ơi. Dạ ok, thế Rio cho em xin số điện thoại để em chấp hàng cho anh luôn nha. Hộp mẹt đầy đủ cho mọi người luôn. Kính này là kính chính hãng mẹt mọi người nha. Dễ thương lắm. Đà, à quên nữa, em test tiêu UV cho mọi người coi, cho mọi người yên tâm. Và đặc biệt nếu như mọi người mua hàng bên em á, nhớ anh Hoàng Dũng ghê. Facebook của em hả? Em có ghim nè, em có ghim Facebook là Trúc Trần rồi kìa. Dạ Nguyễn Văn Hồng ơi, anh cho em xin, anh Long Mẫn luôn, cho em xin số điện thoại luôn nha. Nguyễn Văn Hồng cho em xin là 2102, còn anh Long Mẫn cho em xin số điện thoại. Chống tiêu UV chuẩn 400. Kính này là kính chuyên dụng mọi người nha. Nếu như mọi người thường xuyên đi ngoài đường á thì mọi người mua cái kính này nè, đi cả ngày cả đêm đều được, tỉnh như rùa luôn, đi ban đêm không hề buồn ngủ, sáng rõ cực kỳ. Tóc em có kính nào là chống đi mưa mà không ướt không tốt hả? Dạ anh Đạt ơi, cái kính này nè chống đi mưa, nước mưa thấm vô đây nha, mưa nó đọng trên đây nó sẽ rớt xuống, và khi mà mọi người đeo khẩu trang á, mọi người hà hơi vô thì nó sẽ tan trong vòng từ 1 tới 3 giây thôi, chống hơi mưa luôn nha. Rồi ok, anh Lê Long Ẩn em mang lại một lần nữa cho mọi người coi nha, rất là sang luôn đó ạ. Ngoài thị trường sẽ rất là ít, rất là hiếm có mẫu kính này cho mọi người. Em chốt cho anh Lê Long Ẩn một cây này luôn, 350 một cây. Phí ship ngoại thành là 20k, lộc lộc ngoại thành 30k mà. Ngoại thành 30k, nội thành là 20k nha. Rồi Lê Long Mẫn cho anh rồi. Anh Nguyễn Văn Hồng ơi, anh có thể nào cho em xin cái mã của nó là 2102 được không anh ạ? Đang hỏng không? Thế Rio, cho em xin số điện thoại đi anh ơi. Anh nữa dạ. Thì anh cho em xin số điện thoại. Anh cho em xin. Xin gì? Nãy anh có gì rồi? Số điện thoại rồi phải không? Anh có số điện thoại chưa? Anh có số điện thoại rồi. Anh cho em xin là 2102. Ok, chốt cho anh luôn. 2102 cho Nguyễn Văn Hồng luôn nha. Dạ, bao nhiêu tiền anh Đạt Nguyễn ơi? 350 một cây anh ạ. Mã của nó là 2102, 350 một cây mọi người nha. Đây hàng cao cấp bên em, có tặng hộp mẹt cho mọi người đầy đủ, vì nó là kính chính hãng là có hộp, khăn khiếu đầy đủ, nem cạc đầy đủ cho mọi người luôn. À nói nghe nè, nhìn trên livestream là như vậy thôi. Mọi người mà xem ngoài mọi người còn ưng hơn rất là nhiều luôn, hết bạn luôn. Mọi người mà cầm kính trên tay thì em chắc chắn là mọi người sẽ rất là ưng ý luôn đó nha. Bên em có cho mọi người kiểm tra hàng đầy đủ luôn. Đây mọi người nhìn nha, có hộp, có khăn đồ đầy đủ, có sắc giấy như vậy cho mọi người luôn. Trong đây hả, có nem cạc đầy đủ luôn nha. Nem cạc có mẹt đầy đủ cho mọi người. Trong đây nè, trên cái khăn cũng có in logo của mẹt cho mọi người luôn. Giá là 350 một cái. Ai lấy thì mọi người comment cho em là 2102 kèm số điện thoại nha. Hàng cao cấp của em đó, em chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Em chốt cho người tình không đến một cây nữa nha. 2102. Rồi ok ạ. À. Rồi bây giờ mọi người ơi, em xin phép mọi người là sẽ giải quyết mini game và sau đó là sẽ kết thúc livestream. Mẫu này là mẫu cuối cùng mà em like cho mọi người coi rồi đó. Những ai lấy thì tranh thủ lấy giùm em luôn. Bây giờ em sẽ coi coi kết quả là người chia sẻ livestream là ai ha. Công bố trực tiếp cho mọi người coi nha. Nói mà ê cả cái đít luôn á, mà anh Quy Võ mới kịp comment cho cái mã khổ ghê luôn, ngồi muốn chai đít luôn á mọi người. Anh Quy Võ ơi, anh cho tôi xin số điện thoại đây. Dạ em để cho anh một cây, cho Minh Quốc Dũng một cây nha. Ô số điện thoại gì mà đẹp quá vậy.
À lên kính thử đi em. Dạ Lượng ơi, em chuẩn bị kết thúc ra livestream rồi. Ok anh Cường, tự nhiên nha, cứ tự nhiên đi nè. Rồi em chốt cho anh Nguyễn, Minh Quốc Dũng một cây này luôn, 350 một cây. Đợi tí nha, anh mà đợi nữa một cái là em chịu không nổi đâu. Em ê đích lắm rồi, phải đứng lên thôi. Anh lẹ lẹ lên đi, em tự... À, em chốt cho Mai Hùng Vĩ một cây này luôn, 2102 cho Mai Hùng Vĩ, 350 một cây, hàng cao cấp chính hãng của Mẹt nha. Mai Hùng Vĩ một cây này luôn, giá kính là 350 một cây. Hàng này là hàng chuyên dụng, hàng kính cao cấp, ở ngoài khó kiếm được cây này lắm. Nó như cây cài này nè, đó nó như cây cài tóc này nè mọi người nhìn nha. Thấy không? Rồi nó ôm sát mắt của mình luôn, ôm trọn cái mặt của mình luôn, cho nên yên tâm về cái vấn đề khói bụi nha. Đi mưa không bám hơi nước, chống hơi cho mọi người luôn. Đã làm nhiều các thứ đồ dụ mọi người mua kính đó, nhưng mà mọi người không mua kính nè, mọi người mua kính thiệt là ít luôn. Thôi bây giờ sẽ giải quyết câu đố cho mọi người nha. Để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi. Để em coi coi nha. À anh Nguyên Võ ơi, cho em xin số điện thoại của anh lẹ lên đi. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Đây, có lượt chia sẻ rồi mọi người nha. Ai ai là người chia sẻ livestream mình nhất? Sơn Sơn K BTTV. Sơn K, bé Sơn K là người chia sẻ livestream của Tốt Tốt nhiều nhất luôn, là bạn Sơn K nha. Rồi, Sơn K ơi, Sơn K inbox cho fanpage của chị Tốt, nói là em là người chia sẻ livestream nhiều nhất để nhận được chiếc kính này nha Sơn K nghe. Ơi, em nghe nữa, Lê Tâm ơi. À làm một cây đi hả? Hello Trương Việt Thư ạ. Có kính nào đẹp nhất em? Dạ cái kính này em đang mang hiện tại là nó đẹp nhất. Còn kính đẹp nhất nữa là kính này nè, 0023, nhưng mà hôm nay em kết thúc livestream rồi. Bây giờ thì em sẽ công bố đáp án cho mọi người comment nha. Nãy giờ những ai có comment trùng với đáp án của em. Anh làm phiền em chuyển ngoài vùng sở số công việc hả? Công việc hiện tại của em rồi. Anh em hao hao giống diễn viên Ngọc Lan trong phim Việt Nam. Nhiều người nói em giống diễn viên Ngọc Lan gì đó lắm luôn á. Rồi, em ơi có kính nào đi đi câu không bị trói không ạ? Đi đâu? Đi cầu hả? Đi đâu cho nội? Ghi dấu cho em coi. Ok, Quy Võ em chết cho anh cây nữa nha. Ok, Quy Võ nè, trời đất ơi, ngồi nói nãy giờ muốn khang cổ họng, muốn đứt cái họng luôn mới chết ha. Chết cho Quy Võ một cây, cảm ơn Quy Võ nhiều nha. 350, móc tiền liền cho em nha. Rồi, bây giờ thì em xin phép mọi người làm cái điện thoại của em bao nhiêu chưa dạ ông nội? Em like luôn đi để anh xem coi rồi mẫu. Dạ anh Nguyễn Đạt ơi, đi câu cá đem. À, đi câu cá, không bị chó, nãy giờ tưởng đi cầu mà không bị chó, không biết anh đi cầu ở đâu nữa à. Ok anh, Trương Việt Thơ ơi, dạ đúng rồi, cái này là 350 nè. Cái này là 350, 2102, 350 một cây. Còn cái này nè. Ủa nào, mới mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi. Còn cái này là 450, 0023, 450 một cây. Kính này của Armani, có hộp Armani đầy đủ cho anh coi luôn. Em mang cho anh coi nha Trương Việt Thơ nha. Đây mẫu này 450 một cây, 0023. Lấy thì comment cho em nha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, tôi có comment cây cục cờ là sai nha. Bây giờ em sẽ công bố đáp án, những ai có đáp án trùng với tờ giấy của em, mọi người comment lại cho em một lần nữa để em lướt comment luôn nha. Rồi, trời ông cho cái số điện thoại đẹp dã man luôn. Mọi người comment theo em để nhận được kính luôn nha. Em sẽ lướt comment chọn từ đến từ 10 tới 1, ai ngay số 1 người đó trúng kính. Đây, cây cờ tổ quốc mọi người nha. Nãy giờ mọi người comment là cây cờ không à, cây lá cờ gì tùm lum tùm la nhưng mà không có trúng. Mọi người hãy comment cho em là cây cờ tổ quốc luôn được không ạ? À? Cái mặt em như cái mâm đó mọi người ha, đừng muốn tám chén chè luôn mọi người ha. Rồi mọi người comment cho em đi cây cờ tổ quốc luôn nha. Đau không? Cây cờ tổ quốc comment lẹ lẹ lên đi để em lướt comment nha. Em tặng kính cho mọi người, thì mẫu kính ngày hôm nay là em tặng cho mọi người. Hồi nãy em nói kính nào đây, đây là kính này. Nếu như anh Nam trúng thưởng thì được nhận kính này đó. À, kính này là mã gì đây, nhớ mã giùm em nha, 0318. Kính này nếu như mà thôi cho hai mẫu, muốn chọn mẫu nào thì chọn, anh nam mất tặng chị nữ thì chọn mẫu nữ là 8060, 400k một cây. 0318 gì nè, 0318 cũng 400k một cây. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ thì mọi người comment cho em là cây cờ tổ quốc luôn ngang, để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn. Cây cờ tổ quốc được không ạ? Hello Minh Châu Ngọc Hân, em chào Minh Châu Ngọc Hân nghe. Rồi cây cờ tổ quốc mọi người ơi, cây cờ tổ quốc. Ok Oxy Watch ơi, Oxy Watch nhớ chuẩn bị vô livestream của chị Tóc luôn nghe. Mọi người ơi, em mà kết thúc livestream ở đây là 9:15, mọi người nhảy qua Facebook của Trúc Trúc,
Mọi người nhảy qua phút chúc mừng của em, mọi người xem livestream của em tặng tới 10 phần quà lận nha, hơi bị hấp dẫn. Rồi mọi người comment liền nha, cây cờ tổ quốc ok. Bây giờ em sẽ lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn nha. Chuẩn bị chưa, comment thiệt là nhiều thì cơ hội trúng mới càng cao mọi người nha. Trúng ai là người đó trúng thưởng. Nhớ là chia sẻ livestream trước khi mà em chọn chúng mình. Còn nếu như em chọn chúng mình mà mới chia sẻ livestream là không được tính đâu ha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ai đây ạ? Người cuối cùng luôn ha. Người cuối cùng comment là ai đây ạ? Người cuối cùng comment là anh Cường. Anh Cường đây nha. Anh Cường ơi, anh Cường đã trúng thưởng mini game của em trong vòng 10 ngày nay rồi, cho nên không được nhận nha. Ủa anh Cường trong 10 ngày chưa? Chị cái tay nghe một tay thôi. Anh Cường có trong 10 ngày nay chưa? Kiểm tra cho chị. Chưa. Rồi ok, anh Nguyễn Quốc Cường mọi người nha. Ok, vậy là Nguyễn Quốc Cường hợp lệ rồi. Chạy rất tia, chạy trong lâm chạy. Rồi Nguyễn Quốc Cường ơi. Chưa nè. Gì? Chưa đủ nè. Chưa đủ là gì? À chưa đủ 10 ngày đó hả? Vậy là lướt lại. Nãy giờ tưởng nói là đủ hợp lệ rồi. Rồi. Ồ vậy là đủ rồi đúng không? Ok anh Cường ơi, anh Cường comment cho em là trúng thưởng kèm theo số điện thoại đi Cường ơi. Cường comment cho em trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. Anh Cường comment trúng thưởng kèm số điện thoại cho em đi. Rồi bây giờ xin phép mọi người, à nhớ chọn mẫu cho em là màu xanh hay là màu đen nha. Bây giờ lúc đó xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream. Chuẩn bị chạy qua phút chúc chân của em chơi mini game nha. Em tặng cho mọi người tới 10 phần quà lận giá trị của nó lên đến 5 triệu đồng lận đó nha. 9:15 mọi người nhanh nhớ chia sẻ livestream cho em thiệt là nhiều luôn. Bây giờ xin phép mọi người là bye bye mọi người.